Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với tập đầu tiên của một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vô Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến tác giả Phạm Vô Anh Thư thì hẳn là những khán thính giả yêu truyện chúng ta đã quá quen thuộc với ngòi bút này rồi. Và cô ấy đã từng mang đến cho chúng ta rất nhiều những bộ truyện nhận được tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả. Và ngày hôm nay phải nói là rất lâu rồi thì Phạm Vũ Anh Thư mới quay trở lại. Và lần này sẽ là một siêu phẩm thực sự. Với những khán thính giả nào thường xuyên nghe truyện từ anh Sa thì hẳn là mọi người cũng biết. Trước mỗi một tập truyện thì anh Sa luôn luôn tóm tắt sơ lược hoặc là giới thiệu một vài tình tiết trong tập truyện đó. Thế nhưng mà với tập truyện ngày hôm nay thì anh Sa lại không muốn làm điều đó. Bởi vì anh Sa có cảm giác chỉ cần một chút hé lộ của mình thôi sẽ làm giảm đi sức nóng của tập truyện này. Và thực sự đây là một tập truyện đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và anh Sa muốn quý khán thính giả chúng ta có thể cảm nhận trọn vẹn tất cả những gì mà chính anh Sa đã trải nghiệm ở tập truyện này. Nó hấp dẫn, lôi cuốn đến mức độ nào. Và câu chuyện này sẽ kể về cuộc đời của ai. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập đầu tiên của siêu phẩm Tia Nắng Cuối Đường, tác giả Phạm Vô Anh Thư qua phần diễn đọc của anh Sa. Sáng tháng 7, nắng gay gắt, dắt con xe máy ra khỏi phòng trọ mà mồ hôi của tôi cứ túa ra như mưa. Ra ngoài trời lúc này mới thấy phòng trọ kia tuy rằng có hơi tồi tàn, nhưng có điều hòa thì vẫn hơn bầu không khí oi ả này. Tôi kéo chiếc áo chống nắng lên rồi phóng thẳng xe đi. Ngoài đường, mấy chùm hoa sấu xinh xinh đang nở rộ. Mỗi lần nhìn thấy hoa sấu, tôi lại nhớ bố. 8 mùa hoa sấu trôi qua, thì cũng là 8 năm, tôi không còn bố nữa. Đi gần 40 phút xe máy mới về được đến nhà. Vừa vào sân thì tôi cũng thấy mùi khói hương nghi ngút. Tôi dừng xe máy dưới gốc cây nhãn bước vào nhà. Mẹ tôi thì đang rửa hoa quả. Nhìn thấy tôi thì liền dừng lại ngước mắt lên, giọng lành tanh. Cũng biết đường về á? Cứ tưởng quên luôn ngày này rồi chứ. Tôi nhìn mẹ. Mang tiếng, sống cùng một thành phố, thế nhưng mà số lần về nhà trong một năm còn chưa bằng số ngón tay trên một bàn tay. Nhà thì chỉ có một mẹ một con. Tuy rằng không hợp nhau, nhưng mà tôi cũng không muốn mẹ con cứ gặp nhau là cãi nhau. Liền cười cười rồi đáp. Mẹ à, mẹ cứ để con rửa cho, còn sớm mà. Mẹ tôi thì vẫn giữ thái độ như vậy rồi nói. Thôi khỏi, tôi rửa xong cả rồi. Vậy thì mâm cỗ mẹ đặt chưa à? Nếu như chưa thì cứ để con đặt cho. Tôi cũng đặt xong cả rồi. Tí nữa người ta đến đây, chị ra lấy là được. Mẹ tôi là như vậy đấy. Từ nhỏ đến lớn, không xưng mày tao thì cũng là chị tôi. Số lần mẹ xưng mẹ con với tôi thật sự vô cùng hiếm hoi. Có lẽ là tôi đã quen rồi, nên cũng không hề cảm thấy tủi thân như ngày còn bé. Nhưng ở một nơi nào đó, tận sâu đáy lòng, vẫn mong mỏi mẹ tình cảm với tôi một chút. Mẹ tôi rửa xong hoa quả thì đặt lên bàn thờ. Tôi đợi mẹ xuống thì rút phong bì trong túi đưa cho mẹ rồi nói. Mẹ à, con đi làm tiết kiệm được chút tiền, con biếu mẹ. Mẹ tôi nhìn chiếc phong bì trên tay tôi, khóe môi hơi nhếch lên, lộ rõ sự coi thường, không đáp. Thế nhưng rồi thì mẹ vẫn nhận lấy, khiến tôi cũng đỡ sườn sùng. Hai mẹ con cứ ngồi mãi như vậy, chẳng ai nói với ai câu gì. Bầu không khí thì vô cùng ảm đạm. Mãi một lúc sau đó mẹ tôi mới cất lời. Từ hôm qua gọi điện bảo là mời cái Ngọc, thế mà nó không sang á. Hôm nay thì nó đi làm, nó bảo là 11 rưỡi mới qua được mà. Thế để tôi gọi người ta mang mâm cỗ muộn muộn tí, cúng kiếng xong đợi nó sang ăn là vừa. Tôi gật đầu thay cho lời đáp, rồi lại ngồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Ngọc là bạn thân duy nhất của tôi từ thời cấp 3 cho đến bây giờ, mà được mẹ tôi quý như vậy. Trước kia dù tôi chơi với ai thì mẹ cũng đều kịch liệt chê bai phản đối. Người được lòng mẹ tôi đến giờ chỉ có nó thôi.
Và cũng may mẹ tôi ít nhất còn quý nó. Chứ nếu không thì có lẽ đến giờ tôi không còn đứa bạn thân nào mất. Khi còn đang suy nghĩ miên man thì mẹ tôi lại cất lời. Chia tay thằng Sơn chưa? Tôi nghe mẹ hỏi như vậy. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà vẫn hơi lúng túng đáp lại. Con và anh ấy vẫn yêu nhau. Vẫn yêu? Thế mày không định chia tay với nó à? Tôi nhìn mẹ, trong lòng thực ra cảm thấy có một chút không thoải mái. Và tôi thật sự không muốn lại vì chuyện này mà đến ngay cả ngày giỗ bố mẹ con lại cãi vã. Nhưng mà tôi lại không thể nào nghe lời mẹ, liền đáp lại. Mẹ à, con không chia tay được đâu. Chúng con yêu nhau thật lòng. Mẹ đừng như vậy nữa, có được không? Mẹ tôi bỗng dưng quắc mắt nhìn tôi lớn giọng. Tao làm sao? Tao muốn tốt cho mày thôi. Mày không chịu hiểu á? Nhà của nó giàu có như vậy, người ta chấp nhận mày sao? Mày có xứng với nó không? Thế mà cứ thích trèo cao như vậy. Tôi nghe mẹ nói thì sống mũi cay cay. Mẹ tôi không hề thích Sơn. Mà không phải, mẹ tôi không thích tôi và Sơn yêu nhau chỉ vì lý do gia đình tôi nghèo, còn gia đình của Sơn thì lại rất giàu có. Mẹ thấy tôi im lặng như vậy thì lại nói tiếp. Đấy, mày đừng có nghĩ có tí nhan sắc thì người ta thật lòng với mày nhé. An à, yêu đương thế nào tao biết, nhưng mà đừng có phí hoài tuổi xuân vào một tình yêu không có kết quả như vậy. Nhà mình như thế nào thì mày phải tự biết rõ. Mày cũng đừng nên ảo tưởng là nó sẽ lấy mày. Cũng lắm thì nó chỉ là yêu chơi yêu bời thôi, xác định gì đâu. Tốt nhất chia tay nó đi, tìm một thằng xứng đôi vừa lứa với mình thôi. Nhà mình nghèo như vậy thì phải yêu cái thằng nghèo, chứ đừng có trèo cao giờ ngã đau con à. Những lời này thì mẹ tôi cứ ra giả giảng cho tôi suốt hơn một năm nay, kể từ ngày mẹ biết tôi và Sơn yêu nhau. Cũng may là mẹ tôi định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại giao đồ cũng đến. Tôi thở phào đi ra ngoài ngõ để nhận đồ. Trên đường đi thì lòng của tôi nặng trĩu. Từ bé đến lớn, tôi thích gì, muốn gì, mẹ đều phản đối và bắt phải làm theo ý mẹ. Mẹ luôn nói, bởi vì nhà nghèo, nên tốt nhất tôi đừng đòi hỏi gì cả. Tôi cũng không biết nhà tôi nghèo đến mức độ nào. Chỉ biết rằng bố đi làm xa. Chỉ có lúc bố về thì tôi mới được ăn bữa cơm thịt, cá. Còn lại thì suốt năm, suốt tháng đều cùng với mẹ ăn rau dưa qua ngày. Thế nhưng mà đúng là tôi chẳng dám đòi hỏi điều gì cả, bởi vì mỗi lần xin xỏ thì đều bị mẹ đánh cho nhừ tử. Những trận đòn roi mẹ đánh tôi thì không đếm xuể. Mãi sau này đi học đại học, tôi ra nhà trọ ở cho gần trường thì mẹ mới không còn đánh tôi nữa. Thế nhưng mà nỗi ám ảnh từ nhỏ đến bây giờ khiến tôi không dám gần mẹ. Dù cho tôi luôn tự nhủ rằng mẹ nào cũng thương con thôi, chỉ là cách thương của mẹ tôi bạo lực và có phần cổ hủ. Thực ra thì khi bé tôi cũng cảm thấy uất ức. Thế nhưng mà mỗi lần như vậy, mẹ đều xoa dịu tôi bằng câu nói: mẹ làm như vậy cũng là muốn tốt cho con, thương cho roi cho vọt. Bây giờ lớn rồi, đi làm rồi, tôi cũng dần dần thấu hiểu được. Có lẽ bởi vì mẹ vất vả quá, áp lực nhiều quá mới thành ra như vậy. Chỉ có điều tất cả mọi việc mẹ tôi muốn cho tôi đều nghe theo mẹ. Nhưng mà riêng việc yêu Sơn, tôi lại không thể nào làm đúng ý mẹ. Tôi và Sơn yêu nhau thật lòng, tôi không thể nào chỉ vì mẹ không thích mà buông tay anh được. Đi đón mâm cúng xong thì tôi trả tiền cho người shipper và cũng thấy con xe Camry bóng loáng đời mới của các Ngọc đến. Thấy tôi thì nó dừng lại rồi cất giọng. Đi lấy mâm cỗ à? Lên xe đi, về luôn. Tôi vừa trèo lên xe vừa hỏi lại. Nhưng mà sao mày bảo 11 giờ mới qua cơ mà? Tao xin nghỉ sớm đấy. Thế không nhé, để mẹ mày và mày chờ tao thì còn ra gì nữa. Nói xong thì nó phóng xe vào cổng nhà tôi. Vừa thấy xe của cách Ngọc thì mẹ tôi đã chạy xa cất lời. Ngọc đến rồi à cháu? Sao cái An nó bảo muộn thì cháu mới đến mà. Dạ vâng ạ.
Cháu xin nghỉ sớm một tí bác à. Nghỉ sớm á? Ôi trời à, sao phải nghỉ sớm làm gì? Cứ đúng giờ rồi hãy nghỉ. Thế nghỉ như vậy thì có ảnh hưởng đến công việc của cháu không? Bác và Cái Hàn đợi được mà. Cái Ngọc bật cười rồi đáp. Bác yên tâm, cháu nghỉ sớm một chút không sao đâu à, cũng không ảnh hưởng gì đâu. Tôi vừa mang đồ cúng vừa xếp ra mâm, nhìn mẹ tôi và Cái Ngọc trò chuyện, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Chỉ có duy nhất khi Cái Ngọc ở đây thì mẹ con tôi mới có được bầu không khí hòa thuận một chút. Cái Ngọc đưa cho mẹ tôi mấy lọ mỹ phẩm rồi nói. Hôm trước cháu đi Pháp với mẹ cháu, có mua về ít mỹ phẩm. Cháu mua nhiều thế nên biếu bác một ít. Trước đây bác dùng Bioderma có hợp không ạ? Hợp lắm, cảm ơn cháu nhé. Mẹ tôi nói đến đây lại liếc sang tôi mỉa mai. Ngọc à, bác ngưỡng mộ cháu thật đấy. Vừa xinh đẹp ngoan ngoãn lại còn giỏi giang, vừa ra trường một cái vào được ngân hàng có tiếng. Trả bù cho cái An nhà bác ấy, mang tiếng đi làm cả năm trời, thế mà chưa mua được cho mẹ lọ mỹ phẩm nào cả. Tôi nghe mẹ tôi nói móc thì lại cảm thấy chạnh lòng, tự dưng sống mũi lại cay. Nhìn Cái Ngọc tôi thật sự có một chút ghen tị với nó. Nó cũng bằng tuổi tôi, vừa tròn tuổi 23, thế nhưng đã có nhà, có xe ô tô, có một công việc ở ngân hàng với mức lương thật đáng ngưỡng mộ. Còn tôi thì chỉ là con văn thư hành chính của một công ty nhỏ, ở một phòng trọ tồi tàn. Cái Ngọc nghe mẹ tôi nói như vậy thì tự dưng mặt sầm lại, chẳng mấy vui vẻ rồi đáp. Bác đừng nói như vậy à. Lúc học cấp 3 thì Cái An học giỏi hơn cháu. Nếu như không phải bởi vì năm ấy nó đau bụng, điểm thi của nó thừa điểm vào ngân hàng ấy chứ. Mà cũng chẳng vấn đề gì đâu bác à. Nó chăm chỉ nỗ lực như vậy thì kiểu gì sau này cũng sẽ thành công. Mẹ tôi thấy Cái Ngọc nói như vậy thì cũng không nói gì nữa, thở dài. Tôi nhìn đống mỹ phẩm trên tay của mẹ buồn rười rượi. Thực ra thì cũng không còn nhỏ để không nhận ra rằng mẹ tôi là một người khá thực dụng. Mẹ là mẹ của tôi thật đấy, thế nhưng mà có những điều tôi không thể nào phủ nhận. Chẳng thế mà mẹ tôi lại quý Cái Ngọc như vậy, không phải vì mỗi lần gặp nó đều mang cho mẹ tôi rất nhiều quà cáp mỹ phẩm sao? Sắp xếp mâm cỗ xong, tôi đưa mẹ cho lên thắp hương bố. Cái Ngọc và tôi ngồi ngoài sân nói chuyện. Nó vừa uống cốc nước chanh vừa hỏi. Thế công việc bên ấy có tốt không? Hay là mày đi học thêm văn bằng 2 kế toán, rồi thì về ngân hàng mà làm với tao? Tôi cũng rất muốn làm ngân hàng. Năm ấy thì tôi và nó đã hẹn cùng nhau thi vào học viện ngân hàng. Nhưng mà cuối cùng nó đỗ, tôi trượt, đành gửi nguyện vọng 2 vào trường khác. Dù trong mong ước được làm trong ngân hàng vẫn cháy bỏng, nhưng mà giờ thì tôi cũng không thể nào kham được. Suốt 4 năm qua, tôi đã tự bươn trải, nuôi thân học hành. Bây giờ bảo học nữa, tôi thực sự cảm thấy nản. Tiền lương bây giờ đủ sống, tôi lấy đâu mà đóng tiền học? Tôi nhìn Cái Ngọc cười buồn rồi đáp. Thôi, tao làm ở đây cũng được rồi, ngại học nữa quá. Ngại gì? Mày học đi, tao sẽ hỗ trợ tiền cho mày, sau này mày trả cho tao sau cũng được. Nghe Cái Ngọc nói đến đây tôi thật sự cảm động. Suốt 4 năm học đại học, nếu như không nhờ nó cho tôi vay mượn, có lẽ tôi đã bỏ học từ lâu. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy áy náy. Áy náy bởi vì đôi khi tôi lại ganh tị với nó. Ngọc và tôi đều có một điểm chung, đó là con một. Gia đình thì khiếm khuyết, không còn bố. Mẹ nó là một người mẹ đơn thân. Còn tôi thì mất bố từ năm học lớp 9. Có lẽ vì cùng hoàn cảnh tương tự nhau, nên khi vào cấp 3, từ huyện chuyển lên thành phố gặp Cái Ngọc, tôi và nó đồng cảm được với nhau, nhanh chóng trở nên thân thiết. Có điều rằng mẹ Cái Ngọc rất giàu có, mẹ nó thì có hẳn một công ty to đùng ngay ở thành phố. Tuy rằng không có bố, thế nhưng mà cuộc sống của nó chẳng khác gì công chúa. Còn tôi dù trước kia có bố hay sau này bố mất, thì tôi vẫn như một con lò lem thôi. Khi tôi và Cái Ngọc đang nói chuyện, mẹ tôi liền gọi vào ăn cơm. Ăn cơm xong thì vẫn còn rất sớm, Cái Ngọc liền rủ tôi ra Vincom mua đồ.
Mẹ tôi thì không phản đối, vui vẻ gật đầu. Cái Ngọc lái xe ô tô đi thẳng ra Vincom, rồi kéo tay tôi đi vào mấy hàng quần áo, vừa đi vừa hỏi. Đấy, lâu rồi bận bịu không hỏi. Thế tình yêu tình ái của mày với anh Sơn thế nào rồi? Vẫn như vậy thôi. Mẹ tao thì vẫn không thích tao yêu anh ấy. Bây giờ thì tao chẳng biết phải làm thế nào cả. Thế vẫn là lý do cũ á? Thế thì cứ mặc kệ thôi. Mày cứ chứng minh cho mẹ mày thấy mày và anh ấy yêu nhau thật lòng. Kiểu gì thì trời không chịu đất, thì đất cũng phải chịu trời. Mày phải cứng lên. Mà đúng rồi, tại anh Sơn của mày dạo này đâu? Sao hôm nay dỗ bố mày không đưa sang để lấy lòng mẹ của mày luôn? Anh ấy đi công tác rồi, mấy hôm nữa mới về cơ. Và là đưa sang thì mẹ tao lại thái độ tao không thích ấy. Ôi giời à, mày càng làm như vậy thì mẹ của mày lại càng không thích thì có ấy. Phải mặt dày vào, dày thật dày vào, mày hiểu chưa? Đây này, cái váy này xinh nhỉ, hợp với mày đấy, thử đi, tao mua cho. Cái Ngọc nói đến đâu thì liền giơ cái váy hoa chế vai lên cho tôi đến đấy. Tôi thấy như vậy, đang định xua tay từ chối thì phía sau chợt cất lên giọng của một người phụ nữ. Ngọc. Lúc này thì tôi và cái Ngọc nghe như vậy liền quay lại. Vừa nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp sang trọng đó thì tôi liền bất giác lùi lại. Còn cái Ngọc thì tiến lên, đứng chắn trước mặt của tôi. Ly Nhi nói: Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ cái Ngọc liếc mắt nhìn tôi cười khẩy: Lại mua đồ cho bạn á? Chứ cho, mẹ nó kéo dài thật dài, thái độ coi thường thấy rõ. Cái Ngọc thì trong mày chưa đáp mẹ nó thì mẹ nó đã quay sang tôi rồi nói: Tôi nghe nói là cô đã đi làm rồi, chắc là cũng có tiền. Cái váy này thì giá 2 triệu, chắc là không đắt đến nỗi cô không mua được chứ, mà phải ngửa tay xin con Ngọc sao? Lời mẹ cái Ngọc nói thật sự rất quá đáng. Tôi đành đáp thì cái Ngọc đã nắm tay tôi rồi đáp lại: Mẹ, ở đây đông người như vậy, sao mẹ lại nói mấy lời khó nghe như thế? Thì mẹ nói không đúng sao? Sao lại bảo khó nghe? Làm người thì phải có lòng tự trọng, tự lập đi. Đừng cứ như cây tầm gửi như thế, cứ bám mái vào người khác. Thế con không thể là nó, chỉ lợi dụng con thôi sao? Mẹ à, sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ nói như thế mà bảo là không khó nghe á? Con lớn rồi, mẹ cũng đừng coi con giống như trẻ con như vậy. Ngọc à, con đừng có ngây thơ như thế. Mẹ không cấm con chơi với ai cả. Thế nhưng mà chơi, phải biết tròn bàn mà chơi. Có những người không hề xứng đáng để làm bạn đâu. Con vẫn còn trẻ, chưa trải sự đời, không nhìn ra, chứ mẹ thì nhìn một phát già ngày. Mẹ à, mẹ nói như vậy là sao? Cái An thì sao mà phải tròn? Mẹ đừng quá đáng như vậy nữa. Nó là bạn con đấy, mẹ tôn trọng nó một tí đi không được á? Nó đã làm gì vậy mà tại sao mẹ lúc nào cũng như vậy với nó? An à, tao và mày đi thôi. Nói xong thì nó kéo tôi vội đi. Phía sau thì mẹ của nó tức giận rồi quát lên: Này Ngọc, đứng lại đấy. Mẹ vẫn chưa nói hết cơ mà. Ngọc, mẹ đã làm gì mà mày lại bảo là mẹ quá đáng? Cái Ngọc thì không thèm đáp lại, vừa kéo tôi đi lại vừa nhìn tôi, mắt hơi đỏ lên rồi nói: Đừng chấp mẹ tao nhé. Mẹ tao xưa nay tính cách như vậy đấy, cũng đừng để ý mấy lời mẹ tao nói. Tôi nhìn thấy nó như vậy, trong lòng cảm thấy xót xa. Mẹ nó không hề thích tôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, thì khi mẹ nó biết được nhà của tôi chỉ bán phở ngoài chợ, đã tỏ thái độ không ưa tôi. Tôi còn biết rất nhiều lần cái Ngọc và mẹ của nó cãi nhau chỉ vì nó không nghe lời mẹ nó mà bảo vệ tôi. Thế nhưng mà tôi và nó vẫn bất chấp chờ với nhau. Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ nó lại ghét tôi như vậy. Có lẽ bởi vì tôi nghèo. Nghèo thì không phải là một cái tội, nhưng mà đã nghèo lại còn chơi với người giàu có
thì hẳn là một cái tội lớn. Khi tôi và Ngọc đi khuất xa hẳn thì nó mới dừng lại dòng ngàn đi. An à, tao cũng chả khác gì mày đâu. Không hiểu sao người lớn lại cứ thích suy nghĩ theo kiểu người lớn rồi thì áp đặt lên bọn mình như vậy. Yêu đương hay chơi với ai là quyền tự do cá nhân. Sao mà cả mẹ tao và mẹ của mày đều không hiểu thế? Cái gì cũng bảo là vì muốn tốt cho con, nhưng mà tao thì chẳng thấy tốt cái quái gì cả. Tôi bật cười rồi đáp. Thôi được rồi, tí nữa thì lại không ra bây giờ đấy. Tao không để ý gì đâu. Nhưng mà tao để ý. Tao thì mẹ tao nói như vậy quá đáng chết đi được ấy. Đấy, mày thấy không? Mày cứ bảo mẹ mày quá đáng, nhưng mà ít ra thì mày chơi với tao, mẹ mày cũng chả cấm cản gì cả. Thậm chí là còn vui vẻ khi tao và mày chơi với nhau. Nhưng mà còn mẹ tao ấy, đâu một tí thôi, toàn thái độ với mày cả. Nó nói đúng. Ít ra trong chuyện tôi chơi với cái Ngọc thì mẹ tôi cũng ủng hộ. Có lần thì mẹ tôi biết tôi đến nhà cái Ngọc, mà nó không thích lại còn an ủi tôi. Nhà của nó giàu có như vậy, nhà của mình thì lại nghèo. Mà nó không thích nó chơi với con cũng đúng thôi. Tốt nhất, từ lần sau thì con không đến nhà đấy nữa. Hai đứa chơi với nhau thì qua đây là được. Đến chơi với nó thì mẹ nó chẳng những khinh con, rồi còn khinh cả mẹ. Mẹ thì cũng không thích con bị khinh khi như vậy đâu. Kể từ lần đó nghe lời mẹ, tôi không bao giờ đến nhà cái Ngọc nữa. Có điều việc tôi và nó thân nhau thì cũng chẳng giấu được mẹ nó. Thi thoảng nhìn thấy tôi thì mẹ nó vẫn tỏ ra coi thường và nói những lời khó nghe như thế. Hóa ra trên đời này không phải mẹ tôi vô lý với tôi, mà đến ngay cả cô gái tưởng rằng hoàn hảo như cái Ngọc thì cũng có một bà mẹ đôi khi vô lý đến như vậy đấy. Tôi nghĩ đến sáng nay dẫu bố tôi cãi lại mẹ như thế, tự dưng lại cảm thấy có lỗi quá. Cái Ngọc mặt thì dầu dĩ, tôi thì phải vỗ vỗ vai nó dỗ dành nói. Được rồi, tao biết là mày thương tao. Thôi, đừng có dầu dĩ như vậy nữa. Đi nhá, đi uống cái gì đấy, hôm nay tao mời. Nhưng mà tao thấy chán lắm. Không hiểu sao lại như vậy. Rõ ràng đầy người gia cảnh khó khăn, mẹ tao vẫn giúp đỡ. Vậy mà lúc biết mẹ mày bán phở ngoài chợ, thì mẹ tao tỏ thái độ như thế đấy. Thôi, đừng có chán. Mày thế này thì tao sẽ cảm thấy áy náy đấy. Cười lên đi, tối hôm nay uống gì tao mời. Đấy, mày chả mời tao ăn uống suốt đấy thôi. Thế mà mẹ tao làm cứ kiểu như là tao ngu đến nỗi không biết tốt xấu là gì ấy. Tiền mày vay mượn tao cũng trả sòng phẳng, chả thiếu xu nào cả. Thôi, đã bảo là thôi rồi mà. Mặt cứ xỉ ra như bánh bao ngâm nước thế kìa. Tớ uống trà sữa nướng nhá. Tôi nói như vậy thì nó cũng mới tươi tỉnh trở lại, gật gật đầu. Thế nhưng mà đột nhiên mặt nó tối sầm lại, túm lấy tay của tôi giọng run lên. An, tôi không hiểu là chuyện gì, hỏi lại. Sao thế? An à, mày bảo là lúc nãy anh Sơn đi đâu cơ? Anh ấy đi công tác ở Đà Nẵng, mấy ngày nữa mới về. Sao thế? Có chuyện gì á? Lúc này thì nó ngước mắt lên nhìn tôi, cả gương mặt lộ rõ sự bàng hoàng, chỉ tay về hướng trước mặt rồi nói. Mày nhìn đi. Và tôi nhìn theo hướng nó vừa chỉ. Đột nhiên toàn thân của tôi sững lại, cả người run lên. Phía trước mặt tôi lúc này là Sơn, đang cùng với một cô gái xinh đẹp trẻ trung đi cùng với nhau. Cả hai người cười nói rất vui vẻ. Mặt của tôi đỏ bừng lên. Sơn, chẳng phải anh nói với tôi anh đang đi công tác á? Thế tại sao lại ở đây? Rồi lại còn đi cùng với một người con gái khác nữa. Thấy tôi cứ đứng thất thần, không phản ứng gì cả, cái Ngọc liền níu tay tôi rồi nói. An à, sao vậy? Tôi còn không mau đi. Tôi lúc này như sực tỉnh, nhưng lại không biết làm gì lúc này cả. Cái Ngọc thì chau mày rồi quát nhỏ. Ở cái con này, cứ đứng thất thần ra như vậy, mày bị sao thế?
Tao... Ngọc à, tao phải làm thế nào đây? Còn làm thế nào nữa? Anh ta nói dối mày, đi với gái, còn hỏi làm thế nào á? Đi xa ba mặt một lời hỏi cho gió. Nhưng mà... tao sợ quá. Sợ cái quái gì? Ai không quang minh chính đại thì mới sợ chứ. Mày sợ gì? Nói rồi thì nó lôi tôi xanh xạch về phía của Sơn. Tôi nhìn anh, nụ cười thường trực trên môi, vui vẻ vô cùng. Bỗng dưng tôi cảm thấy tim mình nhói lên. Còn nghĩ rằng giờ này anh đang ở trong Đà Nẵng, sáng sớm còn nhắn tin, nhắc ăn uống đầy đủ. Anh thì cứ mãi nói chuyện với cô gái kia, không để ý đến tôi và cái Ngọc đang đứng ngay trước mặt. Cái Ngọc thấy như vậy thì tức giận, xốt thẳng tôi, ngã vào cô gái đó. Cả tôi và cô gái ngã sóng xoài trên mặt đất. Cô ta bị bất ngờ rồi gào lên. Đồ điên này, cô mù á? Tôi bị bất ngờ loạng choạng đứng dậy, còn Sơn thì vội vàng đỡ cô ta dậy, sau đó quay sang nhìn tôi. Gương mặt của anh lộ rõ sự tức giận rồi nói. An, em làm cái trò gì vậy? Tôi nhìn Sơn, tự dưng trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô gái kia nhìn Sơn rồi hỏi. Người quen của anh á? Sơn không đáp, hỏi lại. Em có sao không? Em không sao đâu. Chỉ là hơi đau tay tí thôi. Thế có cần đến bệnh viện không? Không sao đâu anh à. Cũng không đến mức như vậy. Cùng là ngã như nhau, anh thậm chí còn không hỏi tôi lấy một câu. Cái Ngọc đỡ tôi lên rồi nhìn cô gái kia, đang định nói gì đó thì Sơn đã kéo cô gái đó rời đi, bỏ mặc tôi đứng ở đó như vậy. Cái Ngọc thấy Sơn bỏ đi thì liền tức giận nói. Ôi trời à, mày bị sao vậy? Cứ để cho anh ta đi như vậy á? Đuổi theo, hỏi cho rõ ràng cho tao. Tôi nhìn Sơn, vừa chua xót vừa tức giận, liền chạy đuổi theo rồi hỏi. Anh nói đi, tại sao lại nói dối em như vậy? Sơn nhìn tôi, ánh mắt của anh tức giận rồi đáp. Em đi về đi, chúng ta nói chuyện sau. Tại sao phải nói sau? Tôi bây giờ không nói được á? An, anh đã bảo rồi, em đi về đi. Em không về. Nếu như anh không nói rõ mọi chuyện, em sẽ không về. Sơn dường như không chịu được, hất mạnh một phát khiến tôi gần ngã rồi rít lên. Anh đã bảo em đi về cơ mà. Thùy à, xin lỗi bởi vì sự phiền phức này. Chúng ta đi. Tôi bị bất ngờ, chỉ biết đứng nhìn chân chân. Có tiếng Thùy ở phía xa xa cất lên. Cô gái đó là bạn gái anh Sơn à? Em không nghĩ anh Sơn lại có cô bạn gái ghen tuông vô cớ như vậy đấy. Tôi không nghe được Sơn đáp, chỉ thấy trong lòng dường như có ai đó cứa vào vậy. Cái Ngọc lúc này cũng chạy đến nhìn tôi nghiến răng rồi nói. An ơi là An, mày hiền quá rồi đấy. Người ta lừa dối mày, thế mà mày phản ứng như vậy á? Ngọc à, đưa tao về đi. Để xem tối nay anh ấy giải thích thế nào đây. Thế mày vẫn tin anh ta á? Tôi không đáp lại mà nhìn ra bên ngoài. Cái Ngọc thấy tôi như vậy thì cũng đành đưa tôi về nhà mẹ tôi. Tâm trạng của tôi không tốt nên chỉ chào mẹ qua loa rồi phóng xe máy về trước. Thế nhưng mà đi được nửa đường thì tôi mới sực nhớ ra túi sách vẫn còn vứt ở nhà của mẹ. Trời thì nắng chang chang như vậy, bởi vì trong túi còn có giấy tờ, tôi đành phải quay xe lại. Khi đến nơi thì vừa dựng xe gốc cây nhãn, tôi mới biết là cái Ngọc vẫn chưa về. Nó đang ngồi trong nhà nói chuyện cùng mẹ tôi. Tôi biết là mẹ tôi quý cái Ngọc, thế nhưng mà thân thiết đến mức này thì tôi cảm thấy có một chút ngạc nhiên. Thế nhưng mà tôi cũng chẳng còn sức lực để ý nhiều nữa, vội vã bước vào trong. Nhìn thấy tôi thì cả mẹ và cái Ngọc đều sững người lại. Nhưng mà rồi thì cái Ngọc nhanh chóng nói. Quên túi sách à? Tao đang định mang quà cho mày đấy. Nhưng mà mẹ mày cứ bảo ăn hoa quả rồi hãy đi. Tôi nhìn nó nhận lấy túi sách rồi đáp lại. Tao về trước đấy. Ơ? Ăn hoa quả đi đã rồi hãy về chứ. Thôi, cũng còn nhiều việc lắm. Mẹ tôi thấy như vậy thì thở dài nói.
Đấy, lúc nào cũng tất ba tất bật như vậy. Làm sao mà mặt cứ như bánh đa ngâm nước thế kia? Có chuyện gì à? Tôi sợ là mẹ phát hiện ra nên cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo đáp. Không có gì đâu mà. Con đi về đây. Ngọc à, tao về nhé. Nói rồi thì tôi vội vã ra ngoài phóng thẳng xe về nhà trọ. Hôm nay thì tôi xin nghỉ cả ngày không phải đi làm. Và suốt cả buổi chiều tôi không thể nào ngủ được ấy. Chỉ cần nghĩ đến Sơn, trong lòng của tôi thật sự vô cùng khó chịu. Tôi không nhắn tin cho anh. Ở trong phòng chờ đợi cho đến tối. Suốt khoảng thời gian đó, tôi không thể nào nghĩ thông suốt được chuyện khác. Chỉ mong là Sơn có thể cho tôi một lý do. Và tôi hy vọng rằng anh không hề lừa dối tôi. Cũng may đến 7 giờ tối, Sơn đến. Vừa mở cửa vào, nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy tim mình nhói lên. Sơn ngồi ghế nhìn tôi rất lâu. Một lúc sau đó, anh cất lời. An à, sao em lại làm cho anh mất mặt như vậy? Tôi nhìn Sơn. Còn cứ tưởng là anh sẽ xin lỗi tôi, không ngờ lại đến để chất vấn á. Tôi cố gắng nén lại giọng vẫn hơi lạc đi. Anh nói như vậy là sao? Rõ ràng anh nói dối em. Sao lại còn làm như em mới là người có lỗi vậy? Tôi còn chưa nói xong thì Sơn đã ngắt lời. An, anh không hề nói dối. Anh đi công tác trong Đà Nẵng và theo đúng như lịch lẽ ra đầu tuần sau anh mới trở về. Thế nhưng bởi vì công ty có việc đột xuất, sáng sớm nay anh đã bay ra. Thế em có biết việc đột xuất của anh là gì không? Là phải tiếp đối tác quan trọng của công ty Shin ở Hàn Quốc. Và cô gái hôm nay là thư ký kiêm phiên dịch của giám đốc Shin. Vậy mà em vừa làm cái trò gì vậy? Em có biết suýt nữa em đã phá vỡ đi hợp đồng quan trọng của anh không? Nghe đến đây thì tôi ngây người nhìn Sơn. Trong giây lát có một chút bàng hoàng, lắp bắp rồi hỏi. Sao anh không nói với em? Nói á? Anh còn chưa kịp nói gì cả, em đã lao vào xô ngã người ta, rồi làm ầm ĩ cả lên như vậy. Lúc ấy Thủy đang nhờ anh dẫn đi xem Vincom một chút. Thế mà em làm gì vậy? Anh thực sự thất vọng đấy. Anh không nghĩ em lại có thể không hiểu chuyện đến mức đó. Vậy anh có ký được hợp đồng không? Cũng may là người ta không để ý gì cả. Mà bình thường em rất hiểu chuyện cơ mà. Sao hôm nay em lại như vậy chứ? Tôi nhìn Sơn, hối hận vô cùng. Anh đưa điện thoại cho tôi rồi nói tiếp. Đây này, đây là ảnh cả hồi cùng ngồi ăn uống. Thế em không tin thì mở hết ra mà xem đi. Tôi nhìn bức ảnh trên màn hình thì lại càng cảm thấy bản thân thật tệ. Mai thì mới có thể nói được một lời. Sơn à, em xin lỗi. Em... Tôi nói đến đây thì ngàn lại không nói được nữa. Tại sao tôi lại có thể hồ đồ như thế? Sao tôi lại có thể như vậy với anh chứ? Sơn bất chợt thở dài rồi đột nhiên đứng dậy, ôm tôi vào lòng. Tôi bị anh ôm thì òa lên khóc nức nở. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Anh nhìn thấy tôi khóc thì liền đưa tay lau đi mấy giọt nước rồi sau đó nói. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Anh cũng không trách móc gì em cả. Chỉ hy vọng là sau này em đừng nóng vội như vậy nữa. Vâng ạ. Có nhớ anh không? Tôi ngước lên nhìn anh. Rất nhớ anh, thế nhưng mà hối hận nhiều hơn. Dù cho anh không giận, nhưng mà tôi cũng tự giận chính mình. Sơn dường như hiểu tôi đang dằn vặt mình, liền đặt lên môi tôi nụ hôn rồi thì thầm nói. Hấp à, anh không giận nữa đâu, mặt cứ xì ra như vậy. Anh nhớ em. Anh nói đến đâu thì đưa tay quàng sau lưng tôi đến đó. Tôi nhìn anh, lại bị anh ngậm chặt lấy đôi môi hôn thật sâu. Nụ hôn của anh sâu đến nỗi tôi đã bị chìm đắm vào đó. Đột nhiên thì Sơn đưa tay chạm vào bầu ngực của tôi bóp nhẹ, tay còn lại khẽ chạm xuống bên dưới. Lúc này thì tôi mới bừng tỉnh đẩy anh ra rồi nói. Anh à, em chưa sẵn sàng. Hình như là Sơn có một chút hụt hẫng,
Nhưng mà anh vẫn không hề tỏ thái độ gì, buông tôi xa rồi nói. Không sao, anh xin lỗi bởi vì hơi vội vàng quá. Thế mình đi ăn gì nhá? Tôi gật đầu thay quần áo rồi cùng Sơn đi ăn. Suốt bữa ăn thì anh kể chuyện anh đi công tác thế nào. Anh nói rất nhiều, tự nhiên mà không hiểu sao trong lòng của tôi lại có cảm giác hình như là anh chưa thực sự hết giận tôi. Nhưng mà rồi thì tôi cũng gạt đi. Tôi đang tự lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Ăn xong thì Sơn đưa tôi về còn hôn tôi một cái rồi mới trở về nhà của anh. Vào đến giường thì tôi cứ nằm thao thức mãi và không thể nào ngủ được. Nhớ lại sáng nay lời mẹ tôi nói, nhà của anh giàu có như vậy, tôi có xứng với anh không? Sơn là một phó giám đốc của một công ty lớn, đó là công ty của bố anh. Nghe nói rằng công ty đó quy mô lại còn lớn và giàu mạnh hơn công ty của mẹ Cái Ngọc rất nhiều. Tôi và Sơn quen nhau trong một buổi diễn thuyết ở trường tôi. Khi yêu nhau thì tôi không hề biết anh giàu có như vậy. Sau này khi biết thì tình cảm đã đậm sâu và tôi không thể nào dứt ra được nữa. Có điều rằng tôi cũng không biết liệu tôi và anh có thể nắm tay nhau mãi mãi hay không. Gia đình của anh chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận tôi. Thế nhưng mà buông tay anh, tôi biết là mình không làm được. Anh luôn nói tôi đừng lo lắng quá nhiều, mọi chuyện cứ để anh lo. Và tôi đã từng như vậy, từng nghĩ rằng mưa đến đâu thì mắt mặt đến đấy. Đã từng nghĩ chỉ cần chúng tôi yêu nhau thật lòng thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Thế nhưng mà đôi khi trong lòng vẫn cứ cảm thấy bất an mơ hồ. Khi đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo lên, là Cái Ngọc gọi đến. Vừa nghe máy thì nó đã hỏi. Sao rồi? Thế ông Sơn ông ấy giải thích thế nào thế? Tôi liền ngay lập tức kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc sau đó nói. Thế là mày cũng tin ông ấy á? Ừ, anh ấy còn cho tao xem cả ảnh nữa. Nói đến đây thì tôi chợt nhớ ra trưa nay, lúc tôi quay lại lấy ví, thì nó vẫn ở nhà tôi. Mà tính ra thời gian đấy cũng gần 40 phút. Thế là tôi liền hỏi. À đúng rồi, trưa nay thì mày ở lại chỗ mẹ tao. Thế mày có nói chuyện hôm nay của Sơn với mẹ tao không đấy? Mày hầm á, tự dưng tao nói chuyện đấy làm gì? Thế mày ở đấy nói gì với mẹ tao mà lâu như vậy? Thì mẹ mày cứ bảo tao ở lại ăn hoa quả, rồi than vãn tại sao mày lại yêu ông Sơn. Mà nói chung là cứ bảo tao can ngăn mày giúp mẹ mày thôi. Mấy lần định đứng dậy đi về, mẹ mày lại cứ lôi tao ngồi xuống để nói. Mà quanh đi quẩn lại chỉ là mỗi cái chuyện không muốn mày yêu ông Sơn thôi. Tôi nghe như thế thì hỏi lại. Ngọc à, mày là bạn thân của tao và là người mà tao tin tưởng nhất. Thế tao hỏi mày một chuyện có được không? Ừ, mày cứ hỏi đi. Thế mày có thấy tao không xứng với anh Sơn không? Đầu dây bên kia phì cười rồi đáp. Còn ngốc này, mẹ mày nói như vậy thì mày cũng nghĩ như thế á? Mày xinh đẹp giỏi giang như vậy, có gì đâu mà không xứng. Thôi, mày cứ nói thật lòng đi. Tao thì giỏi con khỉ ấy. Thực ra thì tao thấy không phải là không xứng, chỉ là ông Sơn tao không tin tưởng cho lắm thôi. Nhưng mà nói về vấn đề xứng hay không thì tất nhiên trong tình yêu tao nghĩ là không có xứng và không xứng đâu. Thậm chí là sau chuyện sáng nay, tao thấy ông Sơn còn không xứng với mày ấy. Tao biết rồi. Nói xong thì tôi cũng tắt máy. Cứ tưởng là nói chuyện với Cái Ngọc xong thì tôi phải thông, nhưng mà càng lúc lại càng cảm thấy rối bời. Cuối cùng thì tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, đành ngủ một giấc. Những ngày tiếp theo, tình cảm của tôi và Sơn đã trở lại như cũ. Tôi cũng không muốn cứ nghĩ ngợi nhiều, nên cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Đến cuối tuần, Sơn lại phải đi công tác để xong nốt hợp đồng ở Đà Nẵng, nên tôi cũng khá thảnh thơi. Cái Ngọc nhìn thấy tôi ở nhà mãi thì rủ tôi đi uống cà phê. Tuy rằng tôi cũng hơi lười, nhưng mà nó vác xe ô tô sang tận nhà đón tôi, thì cũng đành phải lết xác đi vậy. Ra quán cà phê,
Cái Ngọc vừa lắc lắc ly cà phê lại vừa nói. Mà này, hôm qua tao nghe nói công ty của anh Sơn nhà mày vừa đấu thầu được dự án khủng lắm đi nhá. Nhưng mà cũng lạ nhỉ, anh ta giàu có như vậy, công ty to như thế, sao không cho mày vào công ty mà làm đi? Hành chính văn thư gì đấy mà công ty nào chả cần đâu. Cho làm mẹ thư ký giám đốc luôn cho rồi. Thôi, tao cũng chả ham hố vào công ty to như vậy. Thứ nhất, tao không có kinh nghiệm. Thứ hai, tao lại không muốn mang tiếng. Mang tiếng là mang tiếng cái gì? Nếu như ông Sơn xác định cưới mày, chẳng phải là mày đường đường là vợ của phó giám đốc công ty Quang Minh á? Mà làm ở đấy thì lại càng có cơ hội phát triển bản thân. Tôi còn chưa kịp đáp lại thì bất chợt có một giọng nói phía sau cất lên. À, thế hóa ra đây là vợ tương lai của phó giám đốc công ty Quang Minh đây sao? Là con dâu của tổng giám đốc Minh á? Lúc này thì cả tôi và Cách Ngọc đều ngạc nhiên quay lại. Trước mặt của tôi là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng. Tôi không biết đó là ai, cười gượng gạo rồi hỏi lại. Dạ, bác là ai à? Lúc này thì người phụ nữ trung niên nhìn tôi, trên môi nở ra nụ cười xã giao rồi đáp. Tôi là mẹ thằng Sơn, muốn gặp cô, nói chuyện một chút. Tôi nghe đến đây thì tự dưng mặt mày tái xanh lại rồi lắp bắp. Dạ, cháu chào bác à? Mẹ Sơn không đáp, quay sang Ngọc rồi nói. Cháu đi về trước đi, bác nói chuyện với bạn cháu một chút, được chứ? Nhưng mà... Cái Ngọc nhìn tôi, thế như vậy thì tôi liền gật đầu. Mày cứ về trước đi, không sao đâu. Cái Ngọc nghe như vậy thì đành bước ra ngoài. Khi chỉ còn lại tôi và mẹ của Sơn ngồi đấy thì bà mới cất lời. Chắc là cô ngạc nhiên lắm khi tôi đến đây tìm cô nhỉ? Dạ... Vâng ạ. Thật ra thì tôi cũng không đành tìm cô đâu. Bởi vì tôi nghĩ kiểu gì thì cô và thằng Sơn cũng không thể nào đến được với nhau. Và nó chỉ là nhất thời rung động, rồi thì cũng chóng tàn thôi. Nhưng mà không ngờ tôi lại nghe được chuyện cô vì ghen tuông lại làm cho nó suýt nữa mất đi hợp đồng. Thế nên phải đến xem mặt mũi có thế nào mà ghê gớm như vậy. Mẹ của anh nói giọng đầy chát chúa, và tôi không thể nào phản biện ra một lời nào cả. Tôi không biết vì sao mẹ anh lại biết chuyện này, nhưng mà đó là sự thật. Mẹ anh thấy tôi im lặng thì cười nhạt nói. Tôi không biết cô và thằng Sơn yêu nhau ra sao. Bạn này, thấy cô dương dương tự đắc, nhận mình là vợ sắp cưới của thằng Sơn nhỉ? Nhưng mà cô An, cô muốn ảo tưởng thì cũng phải nhìn nhận xem mình đang đứng ở đâu chứ. Bác à, không phải như bác nghĩ đâu. Thì cô biết là tôi nghĩ gì sao? Thôi, tôi không có nhiều thời gian ngồi đây trò chuyện cùng với cô nữa. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Cô chia tay thằng Sơn đi. Gia đình của tôi không thể nào chấp nhận cô đâu. Cô thì cũng có nhan sắc, mà tôi nghĩ là cô cũng sẽ tìm được người phù hợp thôi. Đừng ôm giấc mộng viển vông nữa. Nói thật với cô nhé, thằng Sơn nó đã có hôn ước với người khác rồi, mà tôi thì cũng chỉ chấp nhận người con dâu phù hợp với gia đình của tôi thôi. Con dâu tôi thì không thể nào là cái loại vô dụng kém cỏi rồi lại còn mưu mô xảo quyệt được. Tôi không muốn gặp cô nhiều lần, rất hy vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi và cô gặp nhau. Tôi nói như vậy chắc là cô hiểu chứ? Tôi nhìn mẹ anh rồi đáp lại. Cháu hiểu. Nhưng mà chuyện yêu đương là của hai người, việc chia tay cũng là của hai người. Cháu sẽ nói chuyện với anh Sơn. Nếu như anh ấy muốn chia tay, cháu sẽ đồng ý. Mẹ Sơn nghe tôi nói như vậy thì khựng lại, rồi hơi rít lên. Cũng bản lĩnh đấy, xem ra cũng không phải là dạng vừa. Mà cũng phải thôi, mẹ cô làm tiểu tam, thế nên cô cũng phải có đôi phần giống như vậy chứ. Thế mà nếu như không giống thì người ta lại bảo không phải là con của mẹ cô mất. Mà tôi thấy thì có vẻ như cô lại còn có phần nhỉnh hơn mẹ cô đấy.
Thằng Sơn, nó có vợ sắp cưới rồi. Và tốt nhất, cô đừng đi theo vết xe đổ của mẹ cô. Sẽ không có kết quả tốt đẹp gì cả đâu. Từ ban nãy thì tôi cố gắng nhẫn nhịn. Thế nhưng mà câu nói này của mẹ Sơn khiến tôi không kiềm được nữa. Tôi hỏi lại. Bác à, bác vừa nói gì cơ? Bác nói mẹ cháu làm gì cơ? Thôi, đừng có giả vờ ngây ngô như vậy nữa. Đừng nói với tôi cô không biết mẹ cô là tiểu tam đấy nhá. Bác à, bác nói cháu thế nào cũng được, nhưng mà xin bác đừng xúc phạm mẹ cháu như vậy. Tôi xúc phạm mẹ cô á? Cái quá khứ nhơ nhớp của mẹ cô tôi mà phải thèm xúc phạm sao? Tôi nói thật nhá, nghèo hèn cũng được, giàu sang cũng được, tôi không chấp nhận cô. Không phải bởi vì cô nghèo hèn đâu, mà bởi vì tôi không thể nào chấp nhận con gái của một kẻ cướp chồng về làm dâu. Và cô cũng đừng để người ta nói cô là con nhà tôm, không giống lông cũng giống cánh. Bác à, bác quá đáng rồi đấy. Bác nói như vậy không sợ khẩu nghiệp á? Khẩu nghiệp? Cướp chồng người khác mới là nghiệp nặng nhất. Cô sợ nghiệp quật thì lo cho mẹ cô trước đi đã. Lúc này thì tôi không kiềm chế được nữa. Mẹ tôi dù có không hợp thì tôi vẫn là con của mẹ, vẫn là người mà được mẹ sinh ra. Mẹ đã nuôi nấng tôi. Tôi không chấp nhận ai xúc phạm danh dự nhân phẩm của mẹ. Tôi liền nói lớn. Bác à, bác đừng ngậm máu phun người như vậy. Bác đừng nghĩ mình giàu có thì có quyền bôi nhọ người khác đâu. Tôi vừa mới nói xong thì một cái tát như trời giáng, giáng thẳng xuống mặt của tôi. Tôi còn chưa kịp định thần thì một cốc nước lạnh tiếp tục tạt vào mặt. Tiếng mẹ của Sơn cất lên. Ngậm máu phun người, bôi nhọ người khác á? Đúng là con của cái loài không ra gì, bản thân cũng chẳng ra thể thống gì cả. Muốn bước chân vào nhà họ Nguyễn với nhân cách thối nát của mẹ con cô á, cô mơ đi nhá. Mà anh nói xong thì bỏ đi, để lại tôi ngồi thẫn thờ đấy. Mấy người xung quanh tôi nhìn tôi đầy thương hại. Tôi khóc không nổi nữa. Giáo Hoàng nhìn xung quanh, nhưng mà trong lòng thì đau như cắt. Người ta làm nhục tôi cũng thôi đi, người ta lại còn làm nhục cả mẹ của tôi nữa, thì làm sao mà tôi chịu được đây? Tôi không biết là mình đã về nhà trọ như thế nào. Điện thoại hết pin, tôi cũng không thèm sạc, nằm vật vã trên giường. Vì sao mẹ anh lại nói mẹ tôi là tiểu tam? Sao mẹ anh có thể phun lên mẹ tôi chậu nước bẩn như vậy? Không yêu thì không yêu, cớ sao phải mang mẹ tôi ra để bôi nhọ? Suốt đêm ấy tôi gần như không ngủ được, cứ nghĩ đến những lời mẹ anh nói thì lại cảm thấy không thể nào thở được. Tự dưng tôi lại thấy thương mẹ tôi rất nhiều. Những lời mẹ nói hôm dô bố khiến tôi khó chịu, mà giờ thì tôi lại cảm thấy mẹ tôi cũng có lý do mà ngăn cản tình cảm của tôi và Sơn. Buổi sáng hôm sau tôi đi làm với đôi mắt thâm quầng, điện thoại có rất nhiều tin nhắn của cả Sơn và cái Ngọc. Tôi chưa kịp đọc, phóng xe vội đến công ty. Vừa vào đến sảnh thì tiếng của cái Lan Lê Tân đã nói. Chị An, mẹ chị đến tìm chị đấy. Tôi nhìn cái Lan kinh ngạc hỏi. Mẹ chị? Vâng ạ, mẹ chị vừa vào nhà vệ sinh rồi. Sao mẹ lại tìm tôi? Có chuyện gì mà lại đến tận công ty như vậy? Mẹ tôi không biết phòng trọ của tôi. Ở trọ đến nay đã gần 5 năm. Nhưng mà có việc gì thì mẹ tôi gọi về, chứ cũng chưa bao giờ qua phòng trọ tôi chơi. Chắc hẳn là hôm nay phải có việc gì đó quan trọng lắm thì mẹ mới tìm đến đây. Địa chỉ công ty dẫu sao cũng dễ tìm hơn phòng trọ. Thế nhưng mà rốt cuộc làm có việc gì vậy? Tôi cảm thấy lòng dạ cứ nóng như lửa đốt. Đang đành bụng vào nhà vệ sinh tìm mẹ thì mẹ tôi đã bước ra. Nhìn thấy mẹ thì tôi vội vàng hỏi. Mẹ à, mẹ đến tìm con có việc gì sao? Tôi vừa dứt lời thì mẹ tôi đã lao đến, cho tôi một cái tát khiến tôi say sẩm cả mặt mày. Tôi không hiểu là chuyện gì cả. Tôi ôm mặt rồi hỏi tiếp. Mẹ à, mẹ làm gì vậy? Tại sao mẹ lại đánh con? Đây là công ty đấy. Mẹ của tôi hai mắt đỏ rực rực gào lên. Tao đã nói với mày rồi, thế mà không chịu nghe. Tao đã bảo đừng yêu thằng Sơn nữa. Không chịu nghe đi,
Bây giờ để cho mẹ của nó phải tìm mày rồi sỉ nhục như vậy. Rồi sỉ nhục cả tao nữa. Đồ mất dạy. Mẹ tôi nói to đến nỗi tất cả những người công ty đều quay lại nhìn. Tôi kéo tay mẹ rồi nói. Mẹ, có chuyện gì mẹ con mình sang ngoài nói chuyện đi. Đi mẹ nhá. Thế nhưng mẹ tôi dường như không muốn nghe. Hất mạnh tay tôi. Giọng thì vẫn lớn. Tôi cũng biết xấu hổ cơ đấy. Biết xấu hổ. Thế mà tao nói thì lại không nghe. Biết xấu hổ mà để cho người ta nói không ra cái gì cả. Tao đúng là vô phúc đến mức mới đẻ ra mày đấy. Tôi bị mẹ hất tay rồi ngã vồ ra đất. Nhưng ánh mắt tò mò càng lúc càng nhiều. Mẹ tôi không những không để ý lại còn định lao vào tôi. Tôi nhìn mẹ, bỗng dưng trong lòng đầy uất ức. Tôi không còn muốn nhẫn nhịn nữa, đứng bật dậy, đẩy mạnh mẹ ra, rồi đi thẳng ra ngoài. Mẹ tôi ở phía sau rồi gào lên. Này, mày đi đâu? Mày đứng lại đấy. Tôi mặc kệ tiếng mẹ trời mắng, chạy thẳng ra con ngõ gần đấy, ngồi sụp xuống. Lúc này, bên dưới mái hiên, trời bỗng nhiên đổ mưa to. Từng giọt mưa rơi rớt xuống người của tôi, rồi lại rơi xuống đất. Để người ta tìm đến mình, sỉ nhục mẹ mình là lỗi của tôi. Tôi thương mẹ bị bôi nhọ danh dự. Nhưng mà mẹ có cần thiết phải đến công ty tôi làm ầm ĩ như vậy không? Tại sao mẹ lúc nào cũng như thế? Tại sao lúc nào cũng muốn làm bé mặt tôi trước tất cả mọi người như vậy? Tôi ngửa cổ lên dù cảm thấy má của mình ươn ướt. Không biết là mưa hay nước mắt đang rơi. Chỉ cảm thấy tủi thân tột cùng. Tôi ngồi một lúc rồi lấy máy gọi cho trưởng phòng xin nghỉ. Chuyện ban nãy, mẹ tôi tìm đến công ty trưởng phòng cũng đã biết, nên cũng không hỏi gì thêm nữa, đồng ý ngay. Tôi không lấy xe mà bắt xe ôm trở về phòng trọ. Khi vừa vào đến sân thì cũng nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi ngay trước cửa chờ đợi. Trời mưa to, nước mưa thì hắt vào không ít, hắt cả vào người của mẹ nữa. Tôi nhìn mẹ như vậy cảm thấy có một chút thương. Nhưng mà thực sự tôi vẫn còn giận mẹ. Nhìn thấy tôi thì mẹ tôi lại lớn giọng nói. Tao vẫn còn chưa nói hết chuyện. Mày đã bỏ đi đâu vậy? Tôi nghe như thế thì liền đáp. Có chuyện gì? Mày không thể nào bình tĩnh được sao? Sao mà mẹ cứ thích làm ầm ĩ lên như vậy? Mẹ muốn con bị đuổi việc. Mẹ cứ làm như vậy thì con làm thế nào mà làm tiếp ở đây nữa? Tao làm như thế thì sao? Tao nói mày, mày không chịu nghe, cứ ngang bướng. Tao đã nói rồi, chia tay thằng Sơn đi. Mày nghe tao, thì không đến nước như vậy. Tôi nhìn mẹ thở dài. Mẹ, rốt cuộc phải làm thế nào thì mẹ mới có thể dịu dàng với con được một chút đây? Còn có sai, mẹ không thể nào nói tử tế được sao? Phải đấy, con sai. Bởi vì để người ta lấy mẹ ra, nói này nói nọ. Con xin lỗi. Nhưng mà mẹ cũng đừng vì vậy đến tận công ty con quát tháo. Con cũng biết xấu hổ chứ. Con chưa nói dứt lời thì mẹ tôi đã cắt ngang. Nói tóm lại, tao không cần biết. Bây giờ thì mày chia tay thằng Sơn ngay đi. Mẹ đi về đi. Bao giờ mà mẹ bình tĩnh trở lại thì con và mẹ nói chuyện sau. Tao nói mày không nghe rõ á. Chia tay ngay. Tôi nhìn mẹ bỗng thấy mẹ thật quá quắt, liền gào ầm lên. Mẹ thôi đi. Chuyện yêu đương hay chia tay thì cũng là chuyện của con và anh ấy. Chẳng ai có quyền gì bắt con và anh ấy phải làm thế này thế nọ cả. Thì mày vẫn chưa sáng mắt xả. Mẹ nó tìm đến rồi nói với mày như vậy thế mà vẫn không chịu buông á. Tao thật không hiểu. Mặt của mày chát bê tông hay sao mà lại dày đến như vậy? Lúc này thì tôi bỗng nhiên cảm thấy hình như là mẹ tôi phản ứng hơi thái quá với chuyện này. Và lại thì chuyện này chỉ có tôi và Cách Ngọc biết. Nhưng mà nội dung nói chuyện thì Cách Ngọc lúc đó đã về rồi. Vậy thì rốt cuộc mẹ tôi nghe được ai nói và nghe được như thế nào mà lại cứ sồn sồn lên như vậy? Tôi nhìn mẹ rồi hỏi. Mẹ à, nhưng mà ai nói với mẹ chuyện mà anh Sơn tìm con vậy? Thế ai nói mày hỏi làm gì?
Con chỉ muốn biết ai đã nói với mẹ và nói những gì thôi. Thì trong cái quán đấy thiếu gì người đâu. Rồi thì người ta nói đến tai của tao chứ sao nữa. Mẹ tôi nói cũng đúng. Ngày hôm qua tôi và mẹ của Sơn nói chuyện khá to, cãi nhau rất lớn. Và người trong quán thì ai ai cũng nghe được cả. Tôi thở dài sực nhớ ra mấy lời mẹ Sơn nói thì bụt miệng hỏi. Nhưng mà mẹ à, rốt cuộc thì tại sao mẹ của anh Sơn lại bảo rằng mẹ cướp chồng và làm tiểu tam vậy? Mẹ tôi nghe đến đây thì hơi khựng người lại. Tôi nhìn thái độ của mẹ cảm giác hơi kỳ lạ. Thế nhưng mà rất nhanh chóng mẹ tôi đáp. Thì bởi vì bà ta ghét mày, bôi nhỏ tao chứ sao nữa. Tóm lại, mày chia tay nó đi, cho tao được bình yên. Thiên hạ thiếu gì đàn ông đâu. Thế hay là mày yêu nó vì tiền, vì nó giàu có á? Tao bảo rồi, mày đừng có mơ tưởng những thứ không thuộc về mình như vậy. Thế mày xem lại đi, mày là loài người thế nào mà cứ mơ mộng háo huyền như thế. Nếu như lúc này tôi vẫn cố chấp cái ngang thì kiểu gì mẹ tôi cũng làm ở Mỹ lên. Ở công ty thì tôi đã xấu hổ lắm rồi. Bây giờ về khu trọ này xảy ra chuyện như vậy, thật đúng là không có lỗ nào để chui mất. Cuối cùng thì tôi cũng đành ở mừ cho qua. Cái Ngọc bảo trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Mẹ tôi cứ thế này thì tôi mà không chịu mẹ thì kiểu gì mẹ tôi lại nổi trận lôi đình. Mẹ tôi thấy tôi như vậy, tuy chưa tin hẳn, nhưng mà cuối cùng cũng bắt taxi ra về. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại là tôi phải chia tay với Sơn. Tính tình mẹ tôi xưa này là như thế, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nên cũng đành thôi. Trời bên ngoài vẫn mưa to. Tôi tắm qua người rồi sấy tóc cho khô, nằm xuống giường. Vừa nằm xuống thì điện thoại cũng reo lên, là của Cái Ngọc. Giọng của nó cất lên trong điện thoại. Này, thế làm sao thế? Gọi bao nhiêu cuộc không nghe máy vậy? Tôi thở dài kể lại chuyện hôm qua. Nó liền tức giận gắt lên. Quá đáng như vậy á? Thế mày đã kể với anh Sơn chưa? Tao chưa. Tức kể đi chứ. Tôi không nhé, mày định cứ chịu uất ức như vậy mãi sao? Tao biết rồi. Nhưng mà Ngọc này, chuyện hôm qua mà anh Sơn đến tìm tao, mày có kể với mẹ tao không? Cái Ngọc nghe tôi hỏi như vậy thì liền đáp. Mày điên á? Tao kể với mẹ mày làm gì? Nhưng mà mẹ mày biết à? Ừ, sáng nay vừa đến công ty làm một trận đấy. Tao không kể gì đâu. Tớ có khi là bọn nhân viên trong quán cà phê kể lể thế rồi đến tai của mẹ mày cũng nên. Nhưng mà kể ra cũng khổ thân mẹ mày. Đang yên đang lành bị người ta nói cho không ra gì cả. Thế nên thôi, mày cũng đừng chấp mẹ mày làm gì cả. Chả có ai chịu được việc con mình bị người ta đến sỉ nhục như vậy đâu. Có lẽ là như vậy. Tôi đang định nói thêm vài lời với Cái Ngọc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi vội vã chạy ra. Vừa mở cửa thì quá đối kinh ngạc khi nhìn thấy Sơn đang đứng trước mặt. Tôi không tin được, vẫn còn nghĩ anh đang ở Đà Nẵng, lắp bắp hỏi. Anh? Sao anh lại ở đấy? Sơn bất chợt ôm lấy tôi khe đáp. Anh nhớ em. Tôi nghe anh nói như vậy thì cảm thấy tim mình như ngưng lại vài giây. Anh ôm tôi một lúc mới buông ra, rồi thì cùng tôi vào phòng. Vào đến nơi vừa ngồi xuống, anh đã hỏi. Hôm qua, mà anh đến tìm em sao? Tôi nhìn anh. Thông tin mà anh đến tìm tôi, sao mà ai cũng biết nhanh vậy? Thấy tôi không đáp, anh lại hỏi. Em có gì muốn nói với anh không? Tôi cúi đầu. Chuyện tình yêu của tôi và Sơn ngay từ đầu, tôi đã biết rằng rất khó khăn. Thế nhưng mà lúc ấy, tôi cứ ảo tưởng rằng chỉ cần chúng tôi yêu nhau, chỉ cần chúng tôi cố gắng thì sẽ nắm tay nhau vượt qua giông bão. Có điều rằng sau quá nhiều chuyện, tôi bắt đầu có cảm giác giông bão đang bùa vây. Chuyện tình này chẳng một ai ủng hộ. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi là đứa trèo cao. Tôi nén lại tiếng thở dài rồi nói. Mà anh không muốn em yêu anh, muốn em phải chia tay với anh. Vậy ý em thế nào? Em muốn hỏi ý kiến của anh. Nếu như...
anh muốn chia tay. Em sẽ đồng ý. Nói đến đây thì tôi ngước lên nhìn Sơn. Anh cũng nhìn tôi rồi hỏi. Thế nếu như anh không muốn chia tay em thì sao đây? Thì em sẽ ở bên anh, cho dù khó khăn thế nào đi nữa. Sơn tiến sát lại gần rồi hôn lên trán tôi, sau đó đáp. Anh không chia tay em đâu. Mà anh có nói gì em cũng đừng để ý. Rồi thì anh sẽ từ từ thuyết phục. Chúng mình sẽ không chia tay được chứ. Anh biết, không phải mẹ anh, mà ngay cả mẹ của em cũng làm khó em. Nhưng anh sẽ cố gắng cho mọi người thấy chúng mình yêu nhau nhiều như thế nào. Vậy còn hôn ước với người khác thì sao? Sơn nghe tôi hỏi như vậy thì hơi dừng lại rồi cười đáp. Mà anh nói với em như vậy á? Vâng. Hôn ước gì? Toàn là bố mẹ anh tự định đoạt đấy. Anh đã từ chối cái thứ 6 rồi. Toàn là con cái của bạn bè bố mẹ anh cả thôi. Chuyện yêu đương tự do, nhưng bố mẹ anh cứ thích bắt theo kiểu ông bà ngày xưa. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thôi, đừng nghĩ ngợi làm gì nữa. Và cũng đừng buồn mấy lời mà anh nói. Bố mẹ anh chỉ có mình anh. Kiểu gì thì anh cũng sẽ thuyết phục được bố mẹ anh thôi. Tôi biết rằng để thuyết phục được bố mẹ anh là một điều rất khó. Thế nhưng anh đã nói như vậy thì tôi thật sự không muốn buông tay. Dông báo đâu phải mình tôi gánh, vẫn còn có anh cơ mà. Tôi còn yêu anh rất nhiều và thật sự không muốn chia tay. Nhất là vào lúc này đây, nhìn thấy anh bên cạnh, tôi thật sự cảm thấy mình không còn cô đơn. Tình yêu là thế đấy. Dù chẳng biết kết quả của tôi và anh sẽ thế nào, anh không chia tay tôi thì chẳng có lý do gì tôi lại từ chối anh cả. Sơn ở lại đến trưa ăn cơm với tôi rồi mới quay về công ty. Lúc anh đi thì trong lòng của tôi cũng vui vẻ nhẹ nhàng hơn. Sự trở về của anh giống như ánh mặt trời xua đi những ngày âm u vừa qua vậy. Bỗng dưng thì tôi nhận ra trong cuộc đời này mình vẫn còn may mắn chán. Có một người bạn tốt như Ngọc và một người yêu tuyệt vời như Sơn. Những ngày tiếp theo tôi lại quay trở về với guồng quay của cuộc sống. Đến công ty, tuy rằng mọi người cũng có bàn tán về chuyện mẹ tôi tìm đến tôi, nhưng mà tôi cũng giả cơm giả điếc cho qua chuyện. Lại nói về mẹ tôi, từ hôm đến công ty, tôi về thì không thấy mẹ tôi liên lạc gì với tôi nữa. Phần bởi vì bận, phần vì không muốn mẹ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện chia tay Sơn, tôi cũng mặc kệ. Mà dạo này thì Sơn cũng bận, và anh gần như đi công tác triền miên, hết Đà Nẵng đợt này thì lại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống dạo này tuy rằng có bình yên, khi mà cả mẹ Sơn và mẹ tôi đều không ai gây khó dễ gì cho tôi, nhưng mà tôi lại cảm thấy cô đơn bởi vì nhớ Sơn. Tôi biết, yêu anh thì phải chấp nhận, và anh là chủ chốt của cả một công ty to lớn. Đừng nói là đi công tác triền miên, có khi là mấy tháng anh mới gặp tôi một lần cũng là điều bình thường. Buổi sáng chủ nhật thì Sơn vẫn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạo này Thanh bận đến nỗi đôi ba ngày mới nhắn cho tôi một tin nhắn. Cái Ngọc thì ốm, tôi nghĩ ngợi thế nào cuối cùng quyết định về nhà mẹ rồi sẽ qua thăm cái Ngọc. Cái Ngọc thì nó đã có nhà riêng. Đợt này thì mẹ nó lại còn đi sang Pháp mấy ngày. Tôi có sang thăm cũng không ngại. Thế nhưng mà khi vừa về đến nhà thì mẹ tôi không biết là đã đi đâu, cửa thì khóa kín mít. Gọi điện thì mẹ không bắt máy, thế là tôi đành đi về. Vừa quay xe thì tôi gặp cô Thoa hàng xóm nhà mình. Thấy tôi thì cô Thoa liền cười tươi rồi nói. An à cháu, tìm mẹ. Hình như là mẹ cháu vừa đạp xe đi đâu rồi đấy. Nhìn thấy xách cái cặp lồng đi ra siêu thị mua cam, rồi đi thăm ai đó hay sao đấy. Vừa đi chưa được một phút đâu. Mấy ngày hôm nay thấy hôm nào cũng đi thì phải. Tôi nghe cô Thoa nói như vậy thì hơi ngạc nhiên. Hai mẹ con tôi không hề có họ hàng thân thích gì ở đây cả. Trước kia, bạn bè mẹ tôi ốm thì cũng chẳng mấy khi mẹ tôi đi thăm. Thế có lẽ nào mẹ tôi có tình yêu mới á? Tôi nghĩ như vậy thì cười cười nhìn cô Thoa rồi hỏi. Cô à, thế cô có biết mẹ cháu thăm ai không ạ? Cô cũng không rõ. Nghe đâu bảo là mang cháo cho ai đấy thôi. Thế là cũng đi nhanh lắm, hình như chỉ mang qua rồi về thôi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ.
Vậy thôi cháu về đây. Ừ thế về nhá. Lâu lâu sang mà chơi với mẹ mày. Khổ thân. Một mẹ một con mà cô thấy mày thì cứ để mẹ mày lủi thủi một mình như vậy. Nhiều lúc cô thấy cái Ngọc bạn mày còn hay sang để chơi với mẹ mày còn hơn số lần mày về nhà đấy. Cái Ngọc à? Ừ đúng rồi. Là con bé nhà giàu đấy. Mẹ mày thì cứ khen nó suốt, bảo là mày may mắn lắm mới có đứa bạn như nó đấy. Những lời cô Thoa nói tự dưng khiến tôi cảm thấy hơi áy náy, bởi vì mẹ con cứ gặp rồi lại cãi nhau. Vậy là tôi cứ như thế dần dần xa cách mẹ. Tôi gật đầu chào cô Thoa rồi lấy máy gọi cho Cách Ngọc. Thế nhưng mà đầu dây bên kia lại toàn báo bận. Tôi không nghĩ ngợi gì cả, phóng thẳng xe máy về hướng trung tâm thành phố. Vừa đi vừa nghĩ lại những lời cô Thoa nói. Hóa ra Cách Ngọc vẫn thường qua đây chơi với mẹ tôi. Vậy mà tôi chẳng hay biết gì cả. Mà sao chuyện này tôi chưa từng nghe Cách Ngọc kể với tôi bao giờ. Khi đi gần đến nhà của Cách Ngọc thì điện thoại của tôi rung lên. Tôi dừng xe dưới gốc cây xà cừ rồi bỏ máy ra. Là số Cách Ngọc gọi lại cho tôi. Giọng của nó ở đầu dây bên kia cất lên. Gọi tao làm gì vậy? À, tao định qua thăm mày đấy. Đã đỡ chưa? Cách Ngọc nghe xong thì liền đáp ngay. Tao đỡ rồi. Nhưng mà bây giờ tao không có ở nhà đâu. Ngày mai thì mày hãy qua nhé. Nói xong thì nó cũng vội tắt máy. Tôi còn chưa kịp nói với nó tôi sắp đến nhà nó thì đã nghe những tiếng tút tút. Tôi còn đang không biết nên đi siêu thị hay là quay trở về thì đột nhiên tôi nhìn thấy cái Ngọc mở cổng. Khoảng cách từ gốc cây xà cừ không hề xa. Nó không nhìn thấy tôi, nhưng mà tôi thì nhìn thấy nó rõ mồn một. Nhưng mà vì sao nó lại nói dối tôi là không hề có ở nhà? Tôi đang định phi xe đến thì đột nhiên sững sờ cả người lại. Từ phía đối diện, con xe ô tô quen thuộc của người tôi yêu đang từ từ tiến về phía cổng nhà Cách Ngọc. Hai tay của tôi đang cầm tay lái xe máy bỗng run rẩy đến nỗi chiếc xe máy như muốn đổ kênh xuống gốc cây. Con xe ô tô vào đến trong sân thì tôi nhìn thấy Sơn cũng bước ra. Hai người âu yếm nhau rồi mới bước vào nhà. Tia hy vọng mong manh mà từ nay đến giờ tôi vẫn tin bỗng dưng như bị ai đó cắt phụt một phát. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và quả không hổ danh là Phạm Vũ Anh Thư, cô ấy luôn luôn biết cách khiến chúng ta phải tò mò, theo dõi. Và cô ấy đưa ra cho chúng ta rất nhiều những manh mối và khiến chúng ta không ngừng đặt câu hỏi. Với bản thân của anh Sa thì khi chưa đọc đến cuối của tập truyện này thì với những tình huống trước đây thì anh Sa đã cảm thấy nghi ngờ về cả ba nhân vật, đó chính là về Ngọc, về mẹ của An và về Sơn, người yêu của An nữa. Đặc biệt là phải nói về mẹ của An và Ngọc. Lý do vì sao mà anh Sa cảm thấy quá nghi ngờ về hai nhân vật này đó là bởi vì không hiểu lý do vì sao một người mẹ ruột lại có thể hằn học với con gái của mình như vậy, trong khi lại rất tử tế dịu dàng với bản thân của con gái. Nói về nhân vật Ngọc thì đây là nhân vật mà anh Sa cảm thấy đáng nghi nhất. Lý do là bởi vì có những tình huống nó xảy đến mà mình cảm thấy sao có thể trùng hợp đến như vậy. Ví dụ như là khi mà Ngọc và An đang nói chuyện tại quán cà phê thì đến cái đoạn mà ngay cái đoạn mà Ngọc nói với An rằng là kiểu gì sau này thì mày cũng trở thành con dâu của công ty Quang Minh thôi. Vừa nói xong câu đó thì mẹ của Sơn bất ngờ xuất hiện và nói rằng là đến đây tìm gặp An để mà nói chuyện. Không hẹn gặp trước, tại sao lại biết mà đến như thế? Và tại sao mà đúng ngay cái lúc mà Ngọc chêm vào câu đó thì mẹ của Sơn lại xuất hiện? Rồi tiếp đến nữa, một cuộc nói chuyện tại một quán cà phê thì lý do vì sao mà mẹ của An lại có thể biết được cuộc nói chuyện đó? Phải có người kể lại đúng không ạ? Và cho đến cuối cùng, tình huống vừa rồi xảy đến đã khiến chúng ta vỡ òa. Chúng ta hiểu ra tất cả lý do vì sao lại như vậy. Và đến tình huống cuối cùng này thì mình có những cái manh mối rồi nhưng mà mình vẫn không khỏi tò mò. Dường như là đằng sau này có rất nhiều điều bí mật ấy, về cả mẹ của An nữa. Trong quá khứ đã có điều gì xảy đến mà khiến cho bà ấy đã từng bị mẹ của Sơn nói rằng là tiểu tam cướp chồng của người khác. Và nói về câu chuyện tình vụng trộm giữa Sơn và Ngọc, lý do vì sao hai con người này lại làm như thế, mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào,
Và vì sao Sơn lại không dứt khoát chia tay với An đi mà lại cứ dùng rằng giữa hai người như vậy? Liệu rằng có phải là bởi vì ở An có giá trị gì đó, có một điều gì đó mà khiến cho những con người này, khiến cho ở cô có giá trị để họ lợi dụng hay không? Vậy thì những gì mà anh Sa suy đoán có phải là sự thật hay không? Và câu trả lời sẽ được giải đáp ra sao? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa, ekip cũng như là tác giả Phạm Vũ Anh Thư một nút like chia sẻ và đăng ký kênh, cũng như là những chia sẻ góp ý của quý vị. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn trong mùa dịch này chúng ta cố gắng giữ gìn sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân, khử khuẩn thường xuyên, và cũng như là chúng ta cố gắng uống nước nhiều, súc miệng thường xuyên. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta có thể giữ gìn sức khỏe của mình để vượt qua đại dịch lần này. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.